Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tuần trên kênh chứng khoán Chiến Binh trên tư từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì uh, như anh chị em của chúng ta đã uh, theo dõi ông Lê từ năm 2018 cho đến thời điểm hiện tại một tuần chúng ta sẽ có một bản view bộ ba tham số chung. Đồng thời chúng ta sẽ view một số danh mục rất là cơ bản ở trên thị trường. Và mới đây thì cũng có tiếp tục uh, triển khai thêm một kênh nữa à, kênh Hùng Lê chứng khoán để làm gì để chúng ta có những bản tin phân tích cập nhật bộ 3 tham số chung của thị trường VN Index, VN30 và Phá Sinh sau khi chúng ta kết thúc một phiên giao dịch. Bởi vì thị trường chúng ta luôn luôn vận động nếu như chúng ta chỉ nói ở trên bản tin tuần thì điều đó nó sẽ không đủ để uh, giúp cho anh chị em nhà đầu tư của chúng ta cập nhật xu hướng. Do đó thì kết thúc một phiên giao dịch chúng ta sẽ có một bản tin phụ đúng không ạ và như ông có chia sẻ rồi à, bộ ba tham số chung của thị trường nó giống như là một cái đường xương sống anh chị nó giống như một cái đường dây cái một đường dây để nó định hướng một cái đoàn tàu đi thì bộ ba tham số chung của thị trường nó cũng như vậy nó định hướng cho tất cả các nhóm ngành cũng như tất cả các mã cổ phiếu và khi chúng ta phân tích được à, sát gần sát cái xu hướng chung của cả thị trường thì như vậy là chúng ta đã cầm trong cầm cầm chắc cái phần thắng ở trong tay còn khi mà chúng ta phân tích sai xu hướng thị trường phân tích sai chỉ số vn index, vn 30 và phá sinh thì chắc chắn chúng ta sẽ uh, lính lấy cái sự thất bại ở trên thị trường đó là một trong những cái ý mà mình liên tục nhấn mạnh và chia sẻ với các anh chị do đó thì các anh chị chú ý chúng ta sẽ cố gắng uh, chúng ta đăng ký hai kênh và khi mà có những cái video chúng ta phân tích uh, thì chúng ta cố gắng xem bởi vì khi chúng ta xem uh, thì là Tai chúng ta nghe đúng ạ, tai chúng ta sẽ nghe nghe những gì hùng nói, mắt chúng ta sẽ nhìn, chúng ta nhìn ở trên sạc kỹ thuật, rồi cái đầu chúng ta sẽ tư duy, chúng ta sẽ định hướng, chúng ta sẽ ghi chép lại, thì như vậy á, như vậy chúng ta sẽ nhớ rất là lâu, những cái gì hùng chia sẻ các anh chị sẽ nhớ rất là lâu và chúng ta cố gắng à, chắt lọc, ví dụ như trên kênh của hùng lê các anh chị à, học một tí, rồi trên kênh của mọi người ngoài tí và bản thân bây giờ hùng vẫn đang đi học và cũng xem rất nhiều cũng xem rất nhiều những cái video phân tích của các anh chị em đi trước đó để mình à, mình mình chắt lọc được ở trong những cái đó nó có những cái linh hồn gì nó có những cái ý hay gì nó có những cái chất gì ở trong những cái lời người ta nói và mình cô đọng lại để mình biến nó biến những cái của người ta thành cái của mình đó để mình sinh tồn được ở trên thị trường chứng khoán đó là một cái câu chuyện rất là dài và các anh chị biết rồi trên thị trường chứng khoán thì cái mức độ khốc liệt của nó cực kỳ lớn và theo một con số thống kê đúng không ạ à, chỉ có gọi là 10 đến khoảng tầm 20% nhà đầu tư sinh tồn được, còn lại 80% nhà đầu tư ra đi. Đó là một con số. À những cái người thành công á, những cái người mà trụ lại được ở trên thị trường chứng khoán á, là con số ít, còn à số mà người ta phải ra đi, người ta phải rời bỏ thị trường là con số nhiều. Và do đó thì để mà chúng ta đứng vào được cái con số ít đó thì chúng ta cần phải học tập đúng không? Chúng ta cần phải à, cố gắng Thế thì bản tin phân tích nhận định tuần từ phiên giao dịch ngày 21 đến ngày 25 tháng 10 như thường lệ chúng ta vẫn có bộ ba tham số dung của thị trường chúng ta sẽ view lại ở trong tuần vừa qua. Phần thứ hai chúng ta phân tích một số các danh mục cổ phiếu trụ ngành bất động sản công nghiệp, nhóm thép, bất động sản dân cư, nhóm ngành chứng khoán. Uhm, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thì các anh chị lưu ý tất cả những cái nội dung mà Hồng phân tích cùng truyền tải ở trên video mang quan điểm cá nhân Hồng Lê. Do đó thì anh chị em của chúng ta sẽ cố gắng như là có phân tích chia sẻ thôi, cố gắng chắt lọc những cái lời hay ý đẹp. À, những cái gì mà các anh chị cảm thấy rằng à như vậy nó phù hợp với à, cái quan điểm đầu tư của chúng ta thì chúng ta mang về để chúng ta dùng các anh chị nhé Chỉ số VN Index từ phiên giao dịch ngày 14 đến ngày 18 tháng 10 à, thì như ông đã có phân tích định hướng khá là chi tiết ở trên bản tin tuần. Phiên giao dịch ngày 14 thì chúng ta dự kiến những cái điểm kéo gáp ở quanh vùng 1292. Các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tuần à, thì như chúng ta cũng đã có phân tích ở vùng 1280 đúng không ạ? Và các anh chị và đến phiên giao dịch của ngày 16, 17 thì như vậy là chúng ta có tính toán đến vùng 1275 điểm. Thế thì trong tuần vừa qua thì về cơ bản là gì? Chúng ta có cản tuần ở vùng 1295. Ở đây là cái điểm thứ nhất là VN Index của chúng ta đã vượt lên trên vùng 1295 và đến phiên giao dịch ngày 18 thì suy soát một tí nữa thì chỉ số VN của chúng ta cũng tiệm cận đến vùng 1295. Ở tuy nhiên tại vùng 1295 và trong tuần trước phiên giao dịch ngày 10 tháng 10 ở VN chúng ta cũng tiệm cận đến vùng 1293 1295 nhưng vẫn đang thất bại ở cái điểm này. Đúng không anh chị? Điều đó cho thấy rằng là chỉ số VN của chúng ta đang gặp cái vùng tâm lý tương đối là gọi là căng cứng ở quanh vùng 1293 đến vùng 1295. Thì chúng ta sẽ phải cần một cái 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 sự quyết đoán của một cái dòng cổ phiếu nào đó. Và hiện tại thì cái ngôi sao kỳ vọng, cái ngôi sao hy vọng cũng đang đặt lên nhóm banh. Bởi vì chỉ có banh thì mới giúp cho chỉ số VN của chúng ta vượt qua được vùng 1300. Và khi mà nó vượt qua được cái mốc này thì có thể là bất động sản nó sẽ tiếp nối này Rồi có thể thép này, có thể là khu công nghiệp này, rồi có thể dầu khí vân 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 Nhưng mà để mà vượt qua được cái vùng của 300 thì chắc chắn phải nhờ đến banh Đó thế thì ở trong phiên giao dịch ngày 17 thì chúng ta có phân tích đến định hướng đến cái vùng 1275, 1277 và rất may như hùng đã có phân tích chia sẻ sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 17 thì chúng ta đã có bản view và rất may là chỉ số vn của chúng ta phục hồi và cây nến à, kết thúc phiên của phiên giao dịch ngày 17 với cái sự phục hồi rất là tích cực nó đã giúp cho thị trường của chúng ta có vốn làm ăn ở trong phiên giao dịch của ngày 18 Thế thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay, như chúng ta cũng đã có phân tích định hướng, VNI sẽ hướng lại quanh vùng 1290 và các anh chị nhìn thấy cây nến giờ đầu phiên thì chỉ số VNI chúng ta đã đạt mắc ở vùng 1294 điểm và sau đó thì liên tục có các cái điểm lấp gáp. Các điểm lấp mục tiêu như đã phân tích 1285 điểm sâu hơn sẽ là vùng 1280, 1282. Trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là 4 hai cây đến giờ đầu phiên thì về cơ bản là VNI đẩy gáp lên trên vùng 1290 và ba cây đến giờ liền sau đó thì cơ bản là test ở vùng 1285. Hơi tiếc nối một chút xíu các anh chị nhá, hơi tiếc nối một chút xíu là cây đến giờ kết phiên có thời điểm VNI đã được đẩy lại ở vùng 1293 điểm hơi tiếc hơi tiếc cây nến này là hùng cực tiếc luôn bởi vì sau khi nó đã test cung được ở hai cái cây nến ở đây và đặc biệt cây nến từ 13 ba giờ đến 14 bốn giờ thì nó đã rút lên đến vùng một hai chín rồi thì chỉ cần cây nến giờ kết thúc phiên nó ngồi lại được ở khoảng vùng một nghìn hai trăm chín mươi ba điểm hoặc một hai chín hai thì nó đẹp vô cùng cái anh chị nó đẹp vô cùng tuần tới nó đẹp lắm tuy nhiên với cái cách mà cái nến nó bị đóng cái 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 điểm đóng nến gần như nó lại bị thấp nhất phiên do đó thì cái gáp kéo ở các cái phiên giao dịch tuần tới nó sẽ mất đi cái động lực hoặc mất đi cái đà tăng. Dự kiến vào tuần tới phiên giao dịch của ngày 25 à VN uh, VN của chúng ta. Uh, xin lỗi cả nhà, phiên giao dịch của ngày uh, tuần tới là ngày 21. Thì VNI của chúng ta sẽ có gáp tăng và nó sẽ đẩy lại vùng 1289 đến vùng 290. Sau đó sẽ tiếp tục test điểm test mục tiêu 1285 và như quan điểm chung thì vẫn là vùng 1280 1282 hoặc 1.283 điểm ở đây kỳ vọng là chỉ số VNI sẽ test tích lũy thành công và đẹp gọi là đẹp mỹ mãn các anh chị là trên vùng 1.283 điểm ở đây rồi sau đó đảo lo và mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn chúng ta vẫn tiếp tục à, hướng về cái điểm 1 và điểm xa hơn à chúng ta sẽ hướng về 1300 300 các anh chị nhá Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích chỉ số VN30 thì uh, tuần từ phiên giao dịch 14 đến ngày 18 tám à, vào phiên giao dịch tuần mới thì Nhung đã có phân tích chia sẻ rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ có những cái điểm của VN30 kéo gáp tăng lên trên vùng của 365, target tuần thì chúng ta vẫn dự kiến ở vùng 375 vùng 1,378, 1,380 và các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ví dụ ở vùng 1,352 và sau đó thì khi mà cái vùng 1,352 này 1,350 ấy, nó có một chút xíu gọi là rung lắc thì như vậy ông đã đề cập đến cái vùng 1,345 đến vùng 1,347 các anh chị xem video kết thúc phiên giao dịch của ngày 16 tháng 10 thì các anh chị sẽ nắm được các cái nội dung và các cái diễn biến ở trong phiên giao dịch xảy ra ở trong tương lai đó là phiên giao dịch ngày 17 tháng 10 thì như vậy trong tuần vừa qua thì cái điểm mẫu chốt ở đây đó chính là phiên giao dịch ngày 17 tháng 10 tại vùng 1345 1347 VN30 đã có cái sức phục hồi tích cực và điều đó đã giúp cho à, phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường chúng ta có vốn làm ăn. Đúng không ạ? Về target tuần ở vùng 1375 1378 thì tuần này chưa có đạt được đến ngay chị nhé Về cơ bản là nó vươn lên được ở VN30 vươn lên lên được ở trên vùng 1300 cái điểm này là 1374 rồi này, 1374 tức là suýt soát lên đến vùng 1375 rồi. Thì chúng ta thấy rằng là như vậy là chỉ số VN30 chúng ta đã có bốn lần công vùng 1370 và bản chất là trong phiên giao dịch của ngày 18 ngày hôm nay đúng không ạ? VN30 chúng ta cũng đã có gáp tăng vượt lên trên vùng 1367 1370 ở đây. Tuy nhiên là liền sau đó thì nó quay trở về test và phiên ngày hôm nay nó test khá đẹp các anh chị này, 1360 và nó phục hồi lên. cây nến từ 13 giờ đến 14 giờ là tuyệt đẹp nhưng tiếc nuối là cây nến kết phiên đó, vẫn tiếc nối cần đến cái phiên bởi vì chỉ cần chỉ số vn30 chúng ta ngồi được là ở trên vùng 1370 thì sang tuần cực đẹp luôn anh chị cực đẹp luôn Tuy nhiên là nó lại hình thành một cái cây nến búa dâu trên dài và điểm đóng nến là sâu nhất cái cây nến này đó thì như vậy là gì nó cho thấy là lực bán à tương đối mạnh khi kết thúc phiên điều này thì chúng ta sẽ dự báo điều gì phiên giao dịch ngày 21 khả năng vn30 sẽ tiếp tục có những cái điểm kéo gáp nhẹ lại quanh vùng 368 đến vùng 370 tiếp tục test 1360 1358 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 355. Tức là à, về góc độ kỳ vọng thì Hùng đánh giá rằng vùng 1355 đến vùng 358 sẽ là biên mà chúng ta kỳ vọng VN30 sẽ test tích lũy thành công ở trên vùng này. Và sau sau những cái động thái test tích lũy đó, họ đảo long à, những cái tín hiệu đảo long mà thị trường chúng ta có dòng dẫn thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến cả cái tuột 1370, 1375, 1378 và vùng 1380. Đây vẫn là cái vùng cản tâm lý rất là mạnh, đặc biệt là khi mà chỉ số VN30 ở à, kéo về đến cái vùng 1375 đến vùng 3810 ở đây các anh chị nhá và chúng ta sẽ chờ đợi thêm à, các cái ý đồ tạo lập ở trong tuần giao dịch tiếp theo. À, đối với chỉ số VN30 ở trên chart kỹ thuật ngày thì ở đây các anh chị à, như hùng đã có phân tích chia sẻ rồi, phiên giao dịch của ngày 17 là một cây nến cực đẹp à, với điểm test nến à suýt soát về đến vùng 1345 và rút chân lên lên ở trên vùng 360. Cây nến cây nến của ngày hôm nay thì nó hơi tiếc một chút. Tiếc là vì sao? là có thời điểm là VN30 chúng ta đã vượt lên trên vùng bảy 370 rồi nhẽ ra phiên sáng á, cái phiên mà ghép chạc kỹ thuật đó, thì nên nên sọc trước kéo long sau thì nó đẹp nhưng nó phân tích rồi chỉ cần VN30 chỉ cần ngồi lên trên vùng 368 thôi mà đó chứ đâu có cần trên 1370 đâu Ờ à, Tuy nhiên là phiên sáng thì nó hơi sung nhưng đến phiên chiều thì nó lại hơi chiều đó đó là cái điểm mẫu chốt ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay do đó thì phiên giao dịch ngày thứ hai sau các điểm test thì chúng ta lại tiếp tục cần cái sự bứt thoát quay trở lại của số VN30 trên vùng của 368 đến vùng 370 và cái điều cần thiết cái 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 điểm gọi là cái điểm cần thiết nhất lúc này cần thiết nhất lúc này là chúng ta cần phải có một cây nến hammer à đúng ạ sau những cái điểm test thì cần lực đẩy cái chị cần lực đẩy và vượt lên trên vùng của 370 đó cần lực đẩy vượt lên trên vùng 370 thì khi mà chỉ số vn30 chúng ta trên trạng ngày mà thiết lập được cái yếu tố kỹ thuật này thì như vậy là đẹp và chúng ta có thể là gì chúng ta lại hướng đến à, những cái vùng cản mục tiêu ở trong tuần tới ví dụ vùng một ba thì nó là đương nhiên nhưng xa xa hơn ở đây có thể là vùng 385 đến vùng 390 đó thì căn cứ tín hiệu thực tế thì cũng sẽ phân tích thêm bây giờ chúng ta sẽ nói sâu hơn đến chỉ số vn 30 f 1 m đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng ở trong 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 cái tuần vừa qua và trong phiên giao dịch của ngày thứ năm tức là phiên ngày hôm qua Thế thì đối với chỉ số phá sinh thì à vùng phân tích khá là kỹ và các anh chị có thể theo sát à, những cái điểm phân tích của cảnh nhân Hùng Lê ở à, trên bản tin ngày. Còn đương nhiên khi mà chúng ta vào team thì chúng ta sẽ cập nhật ở trên room tức là nó real time trực tuyến luôn chứ không phải là à, những cái bản tin kết thúc phiên chúng ta mới có. Thì đối với phá sinh ấy, thì trong tuần thì nó có nói đến cái câu chuyện là vùng 1375, 1378, 1380 target tuần khả năng nó sẽ tiếp tục quay trở lại đây. Thì ngay ở phiên giao dịch ngày thứ hai à, thì trường chúng ta đã tạo gáp rất mạnh và chạm lên đến vùng 1377 ở đây và sau đó thì nó xoạc. Và các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật thùng phân tích đó là vùng 363, điểm xa hơn là vùng 360 cộng trừ 2. Thì phiên giao dịch của ngày 15 1360 cộng trừ 2, phiên ngày 16 à sau khi mà nó gì ạ, nó bị thủng vùng 360 thì chúng ta tính toán đây này, các điểm 1355. Rồi phiên giao dịch của kết thúc phiên giao dịch ngày 16 ngày 17 thì chúng ta tính toán thêm ở các cái điểm 1350 và sâu hơn là vùng 1345, 1347 khi kết thúc phiên giao dịch của ngày 16 để chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày 17 thì cũng đã đưa ra những cái kịch bản đúng không ạ những cái gáp tăng ví dụ như phá sinh sẽ kéo về quanh vùng 358 1360 thì cũng có luôn 1358 1360 ở đây và nó chạm cản chéo xu hướng nên nó test đúng không anh chị và trong quá trình test thì về về 1350 thủng 350 thì chúng ta sẽ có 1345 1347 và trong phiên giao dịch của ngày 17 lúc 13 giờ điểm tạo nến sâu nhất là vùng 1347 phết 4 điểm các chị và sau đó nó phục hồi lo đó các anh chị là nhìn thấy cái sự phân tích ạ và phiên giao dịch ngày hôm nay đáo hạn ở phiên giao dịch ngày 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 ngày, ngày, ngày thứ năm đó, đó là phiên đáo hạn nào đã phá sinh á thì sau phiên đáo hạn phá sinh thì tại vì sao mà các anh chị lại 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 nhìn thấy được cái hình ảnh này các anh chị có hiểu không ạ vì ghép chạc hôm nay là phiên giao dịch ngày thứ sáu tức là nó sẽ ghép chạc phái sinh thì tại sao lại ghép chạc phái sinh bởi vì phái sinh quý chúng ta đóng cửa phái sinh tháng chúng ta đóng cửa vùng 1358 tuy nhiên phái sinh quý chúng ta đóng cửa vùng 1369 thì như vậy là gì cái quá trình ghép chạc này nó sẽ tạo thành một cái gáp tăng ở đây là như nó phân tích chia sẻ thì khả năng sau cái cái điểm ghép chạc ấy, thì nó sẽ quay trở lại nó 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 nó, nó, nó test tích lũy quay trở lại cái quay trở lại vùng cân bằng và vùng cân bằng thì chúng đánh giá là vùng 1355 đúng không ạ và điểm sâu hơn sẽ là vùng 360 cộng trừ hai điểm Thế thì sau khi ghép chặt xong thì phá sinh của chúng ta đây lần thứ hai công vùng các anh chị hôm nay cây nến này là suy soát 1378 rồi này. Khẳng định luôn với các anh chị là cây nến này là chỉ còn một tí tẹo 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 nữa thôi là 1378. Và sau đó thì nếu như các anh chị mà tinh ý ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận ra ngay. Sau khi ghép xong nó test này nó nhô lên đây và ở đây bắt đầu nó chậm đã tăng. Đấy. Và từ đây thì cũng đã khuyến nghị các anh chị là gì thôi sọc thôi. Và sọc thì về đến quanh vùng 135 1365 này khuyến nghị đóng sọc bởi vì quanh 1365 là là cái gì các anh chị là 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 là. Đây các anh chị chờ ông tí, nó bị lỗi. Ở quanh vùng 1365 ở đây thì như vậy là chúng ta thấy rằng ở đây là gì? Đây là cái vùng cân bằng. Đó. Và cái vùng cân bằng này thì chúng ta cần phải đóng gì Đóng sọc đảo long, đó và nó đảo long lần thứ hai thì nó lại sọc lại. Thì với cái tinh thần hiện tại là phá sinh của chúng ta kết thúc ở vùng 1365.9 thì với cái cách mà 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 quay trở về test cung như này thì với phá sinh thì cũng đánh giá rằng đang khá là ok. Khá là ok, khá là happy các anh chị nhá. Do đó thì phiên giao dịch ngày 21 tháng 10 dự kiến phá sinh chúng ta tiếp tục kéo về vùng 370 và 372. Sau đó nó sẽ test tích lũy và các cái điểm test tích lũy thì cũng sẽ kỳ vọng ở vùng à 1365. Chúng ta tiếp tục test lại vùng 365. Điểm sâu hơn thì chúng ta sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 1360 cộng trừ 2. Và ở đây thì chúng ta có một cái kênh xu hướng vùng kỳ vọng là gì nó sẽ xây cái kênh xu hướng và cái điểm đáy. À, đáy thứ nhất thì ở dưới này rồi. Đáy thứ nhất thì chắc chắn là trong phiên giao dịch của ngày 17 rồi đúng không ạ? Tại vùng 1247.5. Thế còn cái đáy thứ hai thì chúng ta kỳ vọng ở đây là khoảng quanh vùng 1358 1360 và loanh quanh quanh 1360 ở đây nó test tích lũy thành công thì như vậy chúng ta sẽ kỳ vọng là gì phá sinh của chúng ta sẽ đây có một cái đường cản chéo nho nhỏ, nhỏ các anh chị nhá tức là ở khoảng quanh vùng 1374 khi mà nó lo lại chạm 1374 thì khả năng nó sẽ có những cái điểm sọc ngắn à, nó test tích lũy để mục tiêu tuần này à, sẽ break và sẽ hướng về đầu tiên là hướng đã à, sẽ hướng về vùng 380 và sau đó thì à, sẽ kỳ vọng là phá sinh của chúng ta sẽ thoát cả các anh chị sẽ thoát khoảng 1380 Bây giờ thì uh, các anh chị sẽ nhìn phá sinh ở trên dạng kỹ thuật ngày và Nhung đã có chia sẻ phân tích với các anh chị em rồi đúng không ạ? Phá sinh của chúng ta vẫn đang nằm ở trong một kênh xuống uptrend trung và dài hạn. À các anh chị nha, và cái kênh ngắn, cái kênh ngắn nhất là chúng ta lấy từ tháng 1 của năm 2024 tại vùng 1150, sau đó có vùng 1190 tiếp tục có đáy ở vùng 1233 1235, tiếp tục có đáy ở vùng 1285 cộng trừ 5 điểm và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta tiếp tục có đáy ở quanh vùng 1335 điểm ở đây à, 1335. Ok các anh chị 1335 và tiếp tục và tiếp tục chúng ta tiếp tục có một cái đáy nhỏ nhỏ ở đây nữa đây các anh chị đây là cái điểm đáy thứ nhất đây là điểm đáy thứ hai và đây là cái điểm đáy thứ ba thì cũng đang kỳ vọng là gì quanh vùng 1345 1347 đúng không ạ chính là cái điểm mà chúng ta có phân tích sâu nhất ở năm tuần này thì ở đây à, kỳ vọng đây nó tiếp tục xây và nó tiếp tục vượt thoát đi lên thì đối với phá sinh nữa các anh chị chúng ta nhìn ở đây này như vậy là gì chúng ta nhìn thấy là một hai ba bốn năm năm cây đến phá sinh của chúng ta tiệm cận đến vùng 1375 các anh chị 1375 1378 thì nó đang thất bại kể cả cây nến ngày hôm nay là cây nến ghép chạc nhưng nó vẫn thể hiện rằng đây là một cây nến đỏ và nó không thể vượt thoát qua và xu hướng nó đang quay trở về mặc dù đây cái gáp nó hơi to nên nó sẽ quay trở về xuống lấp gáp do đó thì như cũng đã có phân tích rồi quanh vùng 1360 các anh chị nhá tuần tới chúng ta quanh vùng 1360 thì chúng ta kỳ vọng là phá sinh của chúng ta sẽ test về đây và sau những cái điểm test đó chúng ta cần những cây nến long. cần cần những cây nến long đẩy trở lại và những cái điểm đẩy trở lại đó thì chúng ta cần ở khoảng quanh vùng 1370. cần vùng 370. Đó. Các anh chị sau những điểm test thì chúng ta cần 1370. Và qua 1370 rồi thì như vậy là gì? Chúng ta sẽ à, tiếp tục phân tích các cái điểm dự lo về quanh vùng 375, 138, 1380. Và như nó có phân tích chia sẻ rồi thì khả năng nếu như chúng ta à, chúng ta gọi là nhận diện à, cái cách vận hành của phá sinh theo đường kênh xu hướng đi, tạm tạm gọi như thế nhá. Thì ở đây nó có sẽ có cái điểm mắc ở khoảng quanh vùng 390. Đó à. thì có thể là gì? 1392 cơ không phải 1390 đâu. 1392. Đấy các anh chị này. Về đây đẹp này. Đó, về đây xong rồi thì uh, test nhẹ lại một chút xíu nha Đấy, test lại lại ở trên vùng 1380 uh, Test tích lý thành công trên vùng 1380 Thì khả năng cao là phá sinh của chúng ta sẽ vượt 1400 Ôi dồi ôi, đẹp quá uh, Đấy là kịch bản như mơ uh, Tuy nhiên thì uh, để đi được đến cái kịch bản này Thì uh, Hùng Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ uh, Tiếp tục uh, theo dõi uh, các cái động thái uh, tạo lập về mặt thị trường các anh chị nhé Chứ còn... Uh, chúng ta không nói sớm được cái điều gì cả và chúng ta cứ bình tĩnh từ từ đúng không ạ chúng ta uh, phân tích làm sao để uh, có những cái gọi là có những cái phân tích mang tính gọi là kỹ thuật nó chính xác nhất có thể uh, chính xác nhất có thể các anh chị nhé gọi là chính xác nhất có thể thôi chứ còn không có cái gì là tuyệt đối ở đây cả và mong rằng là team của chúng ta đúng đúng không ạ cộng đồng của chúng ta đúng và cộng đồng của chúng ta ngày càng phát triển, ngày càng vững mạnh. Đơn giản thì còn như vậy thôi. Nội dung tiếp theo các anh chị nhé, chúng ta sẽ bắt đầu đi view một số các nhóm ngành. MVDG, à trong tuần chúng ta dự kiến tiếp tục công các cái điểm ở vùng 65 cộng và điểm xa hơn sẽ là vùng 66. Đây các anh chị nhé, và vì sao chúng ta lại nói đến cái điểm 66 bởi vì bên này các anh chị nhìn thấy rồi, vùng 65.5 đến vùng 66 là hỗ trợ thì trong cái quá trình mà phục hồi thì nó sẽ chạm về đây, khả năng nó sẽ rung lắc và à phiên ngày hôm nay thì chính thức là MBRG đạt được cái target kỹ thuật tuần ở trên vùng 66 cộng và trong tuần thì nó cũng đã có những cái điểm test lại và những cái điểm test lại khá là đẹp. Ở đây có một cái điểm hỗ trợ, đây có một cái điểm hỗ trợ và trong phiên giao dịch của ngày 15 nó tiếp tục có một cái điểm hỗ trợ quanh vùng 63.5 đến vùng 63.7 với tinh thần hiện tại như thế này MWG đã có điểm test và phiên giao dịch ngày hôm nay sau những điểm đẩy thì cây nến từ 13 giờ đến 14 giờ và điểm kết thúc phiên cũng là một cái điểm khá là đẹp ở đây cho nên tuần tới chúng ta sẽ lấy vùng 65 65.5 ở tiếp tục biên hỗ trợ kỹ thuật của MWG kỳ vọng test thành công ta kỹ thuật trong thời điểm ngắn hạn vẫn là 68 MSN là một mã cổ phiếu được khuyến nghị cầm ở góc độ trung và dài hạn các anh chị và trong tuần vừa qua thì M Mansan cũng đang đi ở tương đối là đẹp và tích cực với góc độ là gì? Sau cái tuần trước là cái tuần đẩy của Mansha khá là mạnh thì chúng ta có nói đến cái vùng 79, 79.5 đến vùng 80 khả năng sẽ là uh, các cái điểm mà gì nó sẽ quay trở về nó té cung. đó Và với cái đà hướng vấn hiện tại thì tuần này chúng ta có target kỹ thuật 82 thì trong phiên giao dịch ngày 16 uh, Mansha chính thức đạt 82 trên 82. Và sau đó nó test thì <laughs> phiên giao dịch ngày 17 này nó có điểm test lại sát ở vùng 79 đẩy lên và phiên giao dịch ngày hôm nay uh, tiếp tục lanh quanh ở trên vùng 80. Có thời điểm thì vượt lên trên vùng 81 nhưng mà hơi tiếc nuối cây đến giờ kết phiên mà nó làm quả trên vùng 81.3 là cũng nét đấy. Tuần tới thì uh, nó sẽ rất là ok tuy nhiên là nó lại uh, test chung với cả thị trường do đó tuần tới thì quanh vùng 79.85 đến vùng 80 dự kiến sẽ biến tác kỹ thuật. Kỳ vọng thì sẽ bớt bách cái vùng 81 này thôi và cản cuối cùng ở trong nhịp này sẽ là vùng 82 vượt thoát vùng 82 thì cái động sẽ nâng target kỹ thuật của màn san lên khoảng quanh vùng 85 cổ phiếu BVH ở trong nhịp này cũng đang có những cái lực đẩy khá là tốt các anh chị nhé tuần trước thì nó tăng tích cực này và tuần này thì có dự kiến ở vùng 43.8 đến vùng 44 BVH sẽ quay trở lại test cung trên thực tế thì BVH có lùi lại ở vùng 43.5 rồi lại vùng 4 5 ở trong phiên giao dịch ngày 16 sau đó nó đẩy lên rồi nó lại test lại nó đẩy lên và vô hình dung thì về cơ bản là nó test lại cái đường kênh xu hướng ở đây các anh chị nhé Đó. Và kết tuần thì về cơ bản là BVH đã vượt lại trên vùng 44, sau đó tuần tới vùng 44 44 tiếp tục là biên tích lũy. Kỳ vọng tích lũy thành công. Tất cả thuật trong ngắn hạn của BVH sẽ hướng về khoảng quanh vùng 45. Cổ phiếu Vinamilk ở trong tuần cũng đã có những cái điểm rũ à, khá là sâu và như cũng đã có phân tích chia sẻ với các anh chị rồi, khả năng ở khoảng quanh vùng 6 chấm 5 đến khoảng vùng 67 sẽ là biên cân bằng của cổ phiếu Vinamilk. À, chúng ta sẽ view cổ phiếu Vinamilk một tí ở trên chart cái tuần ngày để các anh chị nắm được. Đó. Thì uh, Vinamilk có điểm tích lũy ở vùng 63 các anh chị nhá, mà bứt thoát khá là mạnh về vùng 74 và tại vùng 74 thì như vậy Vinamilk đã có một cái nhịp rũ rất là thần sầu. Nhịp rũ này thì với những tài khoản nào mà đua ở khoảng quanh vùng 73 74 thì về đây chắc chắn là cắt lỗ. Đó, và hiện tại thì chúng ta nhìn thấy ở vùng 66, 5, 66, 67 Khả năng sẽ là cái điểm cân bằng của Vinamilk Đang chờ đợi cái tín hiệu đó Và ông đang theo dõi cái tín hiệu của Vinamilk ở đây Nó đang từ pha đỏ và tín hiệu đường MACD nó sẽ chuyển xanh Điều này sẽ giúp cho cổ phiếu Vinamilk bắt đầu có sự phục hồi Đồng thời chúng ta có những cái lực cầu bắt lại khoảng quanh à, Khoảng quanh 6 triệu cổ phiếu, 5 đến 6 triệu cổ phiếu trên một phiên Thì đó là những cái thời điểm mà các anh chị đang cầm cổ phiếu Vinamilk Sẽ bắt đầu à, bắt À, lực cầu quay trở lại, target kỹ thuật ở quanh vùng 68.5, điểm xa hơn sẽ là vùng 69.3 đến khoảng quanh vùng 69.5 G ở trong thời điểm hiện tại thì nó cũng đang uh, đang chịu một cái áp lực đó là gì, nó nằm ở trong một cái kênh xu hướng giảm giá, ở trong tuần cũng có phân tích vùng 65 đến vùng 65.3, đây các anh chị nha hỗ trợ này, uh, có một cái điểm nó chạm lên đến vùng 66.5, trên vùng 67 và nó, nó sọc lại, về cơ bản thì các phiên giao dịch 16, 17, 18 nó tích lý quanh cây biên 65 ở cây nến kết giờ kết thúc phiên thì di có một cây nến đỏ do đó thì tuần tới khả quan thì di sẽ quay trở về vùng 64.5 còn điểm sâu sâu hơn thì khoảng quanh vùng 64 tức là loanh quanh ở bên này nó test tích lũy rồi sau đó nó sẽ công và các anh chị lưu ý trong quá trình phục hồi thì ở vùng 65 65.3 là vùng cản thì khi mà nó công về vùng 65.5 ở đây nó chạm cản xu hướng thì có thể là gì có thể là di sẽ tiếp tục test lại một nhịp nữa các anh chị di sẽ tiếp tục test lại một nhịp nữa và nó test tinh lũy thành công ở trên vùng 65 cộng các anh chị lưu ý trên vùng 65 cộng thì ở đây nó bắt đầu nó mới kéo tiếp được nhịp hai này thì tại thời điểm đó thì cũng sẽ phân tích thêm cho các anh chị trong ngành trụ thì có cổ phiếu PNG PNG có lực cầu tốt à, lực cầu tốt và nhịp rũ này đồng thời chia cổ tức ở phiên giao dịch ngày 2 tháng 10 thì sau khi chia và chúng ta cũng đã có nói đến cái điểm 92.5 đến vùng 94 đó chính là cái điểm sau chia thì tuần này các anh chị nhìn thấy đây là gì à PNG bắt đầu test kênh phục hồi test kênh phục hồi rồi test lại kênh do đó thì khả năng tuần tới ở quanh vùng 94 94.5 anh chị nha, sẽ tiếp tục test và một cái đặc tính của cổ phiếu PNG ở trong thời điểm hiện tại đó là tín hiệu đường MACD kết hợp với tín hiệu vol kết hợp với tín hiệu giá các anh chị kết hợp ba yếu tố này để chúng ta vào những cái điểm mua thêm, gom thêm các vị thế cổ phiếu ở trong tuần tới. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là bất động sản khu công nghiệp thì đây cũng là một trong những cái nhóm ngành mà cá nhân đồng lê rất là yêu thích và trong thời điểm hiện tại thì cũng định hướng mã cổ phiếu KBC và FGC sẽ là những cái mã cổ phiếu thế mạnh À, ngoài ra thì có mã cổ phiếu IDC rồi mã cổ phiếu VGC rồi BCM đó nhưng mà à, về về mặt kỹ thuật và blue chip à về mặt micro thì cũng rất là thích cái sự vận hành của cả mã cổ phiếu KBC và, và KBC và 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 và, và SSC các anh chị nhé cho nên là chúng ta sẽ tập trung để ra phân tích những mã cổ phiếu đó KBC ở trong tuần chúng ta dự kiến cái điểm test tích lũy ở vùng 27.8 mục tiêu hướng về vùng 29 thì mục tiêu này không có đạt được. À, sau những cái điểm tích lũy thì phiên giao dịch ngày 15, 16 và đặc biệt trong phiên giao dịch ngày 7 thì à, KBC có một cái điểm sọc khá là sâu và liền sau đó thì có hai cây đến giờ kết phiên khá là đẹp để giúp cho cổ phiếu này vượt thoát lại ở trên vùng 27.8. Phiên ngày hôm nay thì khá là đẹp ờ, Có thời điểm nó vượt lên vùng 28.2 Tuy nhiên ở đây thì nó lại hình thành một cản chéo xu hướng ở đây ba ờ, cái nến giờ liền sau đó thì nó test tích lũy quay trở lại Do đó tuần tới ở khoảng quanh vùng 27.5 Kỳ vọng là KBC sẽ test tích lũy thành công ở vùng này Mục tiêu thì uh, chúng ta vẫn tiếp tục ngắm KBC về quanh vùng cản 29 SSC ở trong tuần vừa qua lực cầu tích cực lực cầu tích cực các anh chị nhé và bản chất là tuần trước thì SSC cũng đã có một cái lực cầu tích cực rồi đã giúp cho cổ phiếu này phục hồi và đạt được đến cái hướng ta các kỹ thuật mùng đã có phân tích ở quanh vùng 38 nó đã test cung và như mùng đã có phân tích chia sẻ ở đây thì tuần này khoảng quanh vùng 37.6 trên thực tế thì SSC tiếp tục test lại vùng 37, 37 2 chính là cái điểm thấp ở trong phiên giao dịch ngày 10 và ngày 11 ở đây và sau đó thì lực phục hồi cũng khá là tốt ở trong phiên giao dịch ngày 17 anh chị nhá. Và đến phiên giao dịch ngày 18 thì hơi tiếc một chút xíu là cây nến giờ đầu phiên thì đã vượt vùng 39 rồi. À, tuy nhiên 4 4 cây nến giờ liền sau đó là bốn cây nến giờ liền sau đó thì nó lại hơi 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 hơi, hơi, hơi tiếc nữa một chút xíu nhỉ. Đây, ba cây nến giờ kết thúc phiên. Tuy nhiên cái cách test này thì vẫn là đẹp. Các chị vẫn đóng cửa được vùng 39 là đẹp, tức là vẫn hoàn thành được cái target tuần đúng không ạ? và các cái cây nến này nó rích rác anh chị nhìn thấy đúng không ạ Nó rích rác nó khá là rích rác ở này thì tuần tới nếu mà đẹp đẹp thì SJC nó chỉ test về khoảng quanh vùng 38.38.8 ở đấy thôi còn xấu xấu hơn thì có thể là quanh vùng 38.4 đến khoảng quanh vùng 38.5 kỳ vọng ở nhịp này thì SGC sẽ test tích lũy thành công và với lực cầu đang vào guồng như thế này thì người ta cái tác cái kỹ thuật của SGC sẽ hướng về khoảng quanh vùng 41 và các anh chị sẽ soi chạc à, kỹ thuật của SSC ở trên chạc kỹ thuật ngày đây các anh chị đây là một bức tranh tổng quan của SSC nó đã có cái nhịp phân phối từ vùng 45 và nó rơi về vùng quanh vùng 34 và hiện tại ở đây thì như vậy là SSC cũng đã chính thức hoàn thành được cái mô hình VK nó vượt cái đường cản chéo về mặt xu hướng đúng không anh chị ở đây là đáy một vùng 34 đáy 2 nó test ở khoảng quanh vùng 35 và đáy 3 thì nó đang test ở vùng 36 và đáy 4 thì nó đang test ở vùng 36 36.5 ở đây các anh chị cũng có thể quan sát là xu hướng sau khi mà test đáy thì lực cầu đã bắt đầu có những cái sự gia tăng ở đây và với cái sự gia tăng như vậy thì cản kỹ thuật là 41 và có thể cái cách vận hành là khi chạm 41 thì nó sẽ test nhẹ lại ở đây rồi sau đó nó sẽ tiếp tục diện hướng cản 45 đến khoảng vùng 46 và đến đến thời điểm hiện tại thì SSC đang rất là tích cực ở trên trạc kỹ thuật ngày cũng như trên trạc kỹ thuật giờ Cổ phiếu VGC ở đây chúng ta thấy rằng là trong tuần chúng ta có phân tích dự kiến cái điểm 43.8 đến khoảng quanh vùng 43.9 ở đây này Nó sẽ test trở lại tuy nhiên là sau khi nó vượt lên trên vùng 44 thì nó quay trở lại nó test Tích lũy nó bị thất bại ở vùng này Và khi vùng hỗ trợ kỹ thuật đó bị thất bại thì như vậy là chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta cũng ngắm được rồi Quanh vùng 42.5 đến khoảng quanh vùng 42.6 Hiện tại thì trong tuần SSC có một điểm chỉnh khá sâu Khá sâu về quanh vùng 42.42 42 và nó phục hồi lên và quá trình phục hồi đó thì nó lại đang quay trở lại back test trở lại đây. Cho nên tuần tới thì quanh vùng 42.6 cộng trừ khả năng thì SSC à, VGC sẽ uh, quay trở về đây và sau những cái điểm quay trở về đó, test tích lũy thành công lực cầu quay trở lại thì target ở uh, mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta vẫn tiếp tục hướng lại ở khoảng quanh vùng 44. IDC thì nó mang cái tính chất là gì ạ? Nhưng có chia sẻ rồi cái thằng này thì nó giữ tiền và cái giai đoạn vừa qua thì IDC gần như là đi ngang quay đi ngang thì cái sự đi ngang này nó có hai ý một là nó phân phối hai là nó nó tích lũy để nó đi tiếp à, thì chúng ta phải chờ thêm và trong ngắn hạn thì như vậy là gì tuần này nó có điểm test ở vùng 55 cản trên sẽ ở vùng 57 thì tuần tới khả năng nó cũng như vậy thôi nó cũng lòng vòng ở quanh vùng 55 đến khoảng quanh vùng 57 thôi và sau một giai đoạn sideway như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục à, phân tích à, phân tích thêm xu hướng các anh chị nhé anh chị chờ một tí con BC BCM này nó nằm ở trong rổ VN30 à, Về góc độ kỹ thuật hiện tại Thì sau khi mà chạm đến vùng Vùng 74 Các anh chị sau khi chạm đến vùng 74 Thì nó đang quay trở về test tích lũy Và tuần vừa qua thì về Về mặt kỹ thuật thì nó cũng chỉ đang Loanh quanh ở quanh vùng 68 à, 68, 69 à, Có thể là Tuần tới Tuần tới thì khả năng vẫn tiếp tục vẫn tiếp tục vẫn tiếp tục ở quanh cái vùng này và chúng ta chờ đợi thêm còn đối với con này thì các anh chị phải ngắm ở trên trà kỹ thuật tuần đó <laughs> cái cách mà nó chạy thì đôi lúc nó chỉ cần khoảng độ vài ba tuần thôi thì nó cũng cho ta một cái target đủ cả một năm cho nên với cái mẫu hình này thì mọi người phải kiên nhẫn à, chứ còn chúng ta mà cứ ra ra vào vào ra vào vào cái mô hình này thì nó cũng khá là khó đúng không ạ Nhóm như mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo, đó là nhóm ngành thép thì trong nhóm ngành thép thì hiện tại cổ phiếu Hòa Phát đang là mã cổ phiếu khá là tích cực và các anh chị nên tập trung để đánh vào mã cổ phiếu này. HPG trong tuần dự kiến vùng 26.8 đến vùng 27 là điểm tích lũy, cả tuần là vùng 28 thì đến thời điểm hiện tại thì về cơ bản là trong tuần vừa qua, Hòa Phát vẫn chưa có động lực để bứt qua được vượt thoát qua được cái vùng 27.5 và nó tích lũy ở quanh vùng 27 à uh, với tinh thần hiện tại như thế này thì khả năng tuần tới ở khoảng quanh vùng 26.7 đến vùng 26.8 uh, nó sẽ test chạm về đây và test chạm về đây thì nó chạm kênh xu hướng thì tại đây các anh chị có thể quan sát thêm tình hình, có thể thu gom thêm và mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn vẫn là vùng 28 đến khoảng quanh vùng 28.3. Cổ phiếu HSG trong tuần dự kiến cái điểm 20.6 20.8 uh, nó tích lũy ở phiên giao dịch ngày 14, 15, 16 và đến phiên 16 thì nó bắt đầu nó cái nến kết thúc phiên thì phiên 16 nó bắt đầu xuống bị gãy ở vùng 20.6 do đó thì phiên 17 nó nhún một chút xíu rồi nó hồi long và nó lại test lại do đó tuần tới thì nó sẽ ở khoảng quanh vùng 20.4 loanh quanh đẹp thì nó sẽ test 20.4 điểm sâu hơn là 20.2 tức là nó có thể có hai cái điểm test này nó quay trở lại ví dụ test 20.2 thì nó test lại cái đáy này một lần nữa còn test 20.4 thì nó hình thành được một cái diện một kênh xu hướng ngắn ở đây còn cả cái tuần ngắn thì các anh chị lưu ý ở đây điểm 21 đến khoảng quanh vùng 21.2. Cổ phiếu Nam Kim NKG ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là trong tuần ở điểm 21.5, 21.6. Ở đây nó hình thành một cái cản chéo ở đây và chúng ta nhìn thấy là Nam Kim cũng không vượt qua được cái 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 gọi là cái cản chéo. Đấy, cản chéo đây các anh chị. Đó, thì về cơ bản là Nam Kim cũng không vượt qua được cái 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 cản chéo đây này tức là nó có hồi các anh chị nó có hồi nhưng mà khi gặp đến cái điểm điểm cản chéo ở đây thì như vậy là nó lại tiếp tục nó lại quay test nền và nó bị gãy ở 21.5 và điểm 21.5 bị gãy thì Nam Kim đã lùi về khá sâu ở vùng 20.6 nó có phục hồi nhưng mà lại chạm vào cản chéo ở đây thì phiên giao dịch của ngày hôm nay khi chạm đến cản chéo thì nó lại gì cây nến kết thúc phiên đây các anh chị nó là một cây nến đỏ và nó thủng vùng 21 do đó thì tuần tới à loanh quanh ở khoảng 20.6 20.8 khả năng thì Nam Kim sẽ tiếp tục quay trở về đây để nó back test lại cái điểm đáy này và test đi thành công thì như vậy là cái xu hướng phục hồi thì nó sẽ phục hồi lại ở khoảng quanh vùng 21.3 đến vùng 21.4 và khi vươn lên lại đây thì nó lại chạm cái đường đường cản chéo ở đây và tại thời điểm đó thì như vậy là chúng ta sẽ phân tích thêm cổ phiếu VGS ở trong tuần 37.5 là biên hỗ trợ thuật target tuần ở vùng 39 về cơ bản thì nó lên được vùng 38.6 38.7 ở đây tức là còn 0.3 nữa thì nó sẽ hoàn thành cái target ở vùng 39 và nó đã quay trở lại back test trở lại Thì với cách như này thì tuần tới lại ở đây thôi loanh quanh ở vùng 37.4 37.4 đến vùng 37.5 Hoặc điểm sâu sâu hơn Trong trường hợp mà nó test sâu sâu hơn thì có thể là phải tính đoán đến cái điểm này Đó chính là vùng 36 36.7 36.7 đến khoảng quanh vùng 37 ở đây các anh chị này đây cũng là điểm hỗ trợ thì khả năng nó sẽ back test lại những điểm này test đi thành công thì mục tiêu vẫn là vùng 39 nhóm này mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là bất động sản dân cư thì đối với nhóm ngành này ở 3 phiên đầu tuần thì nó tương đối là là ẩm đúng không ạ và phiên giao dịch ngày 17 là một cái điểm phục hồi rất là sáng của nhóm ngành này phiên ngày 18 thì về cơ bản là nhóm ngành này quay trở lại back test đó thì tinh thần tên uh, chung của tất cả các mã cổ phiếu bất động sản sẽ là như vậy. Xeo ở biên 15.2, 15, chúng ta dự kiến test và phiên 15 nó thủng và khi cái điểm 152 nó thủng thì nó đã có những cái điểm sọc về khá sâu ở quanh vùng 14 đến khoảng vùng 14.2. Quay trở lại phục hồi ở đây vùng 15.6 và nó lại quay trở về back test. Do đó vùng 15, 14.8, 14, 8, 14 6, ở đây sẽ khả năng sẽ có ba cái điểm này. Và đẹp gọi là trung tính thì nó sẽ test lại quanh vùng 14.8 đến khoảng quanh 15 Kỳ vọng tích lũy đảo Long, cản kỹ thuật 16 HDG 27.55 đến 27.7 nó tích được gần như là nó tích được cả tuần ấy. Cây nến kết thúc phiên ngày hôm nay thì cũng hơi tiếc một tí là nó bị thủng qua vùng 27.55 Thủng một tí đẹp thôi, kết phiên thì vẫn 27.5 Trong tuần có một cái điểm nhún khá là sâu Nhưng mà sau đó thì nó gọi là nó trừ nhún thôi Xong đó nó back test ngay và nó kéo lại ngay đó thì với tinh thần hiện tại như thế này thì có thể là vùng 27.4 và điểm xa hơn sẽ là vùng 27.2 27 kỳ vọng mà HDG sẽ test thành công ta kỹ thuật ở trong thời điểm ngắn hạn 28.5 HDC ở trong phiên giao dịch ngày hôm qua có một điểm kéo khá là tốt và gần gần suýt soát trần à, Tuy nhiên là đến phiên ngày hôm nay thì nó lại backtest, test nó trả cung thôi Thì trong tuần chúng ta dự kiến cái điểm 25.7 đến vùng 25.8 Cả cái thuật tuần là vùng 29, 27 đó, thế thì phiên giao dịch ngày 15 nó thủng qua thì nó phiên ngày 16, 17 thì nó test lại các cái điểm Đây này các anh chị này, đây có một điểm hỗ trợ cái thuật 248 đến 25 Thì nó về đến khoảng quanh vùng 25, 25, 2 Thì nó đảo long và bây giờ nó back, quay lại bách test ở đây vùng 24, 25.5 Tức là tuần tới thì có thể là nó sẽ loanh quanh ở khoảng 25.35, 25.4 Và đây này, các anh chị nhìn thấy đúng không ạ Ở đây thì chúng ta À, chúng ta giống một cái điểm này này, sang đây này bởi vì cái con HDC nó thường như vậy, sau những cái điểm kéo rát thì nó hay à, nó hay test khá sâu, đấy vùng 25.3 các anh chị nhá. Đấy, thường thường là nó 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 sẽ hay có những cái điểm như vậy nó test khá sâu. À, test thì thành công ở đây thì mục tiêu target trong ngắn hạn vẫn là vùng 27. Cổ phiếu KDH trong tuần chia cổ tức và về cơ bản thì đây các anh chị này, những cái hình mà chúng ta vẽ nó nằm ở trên này. À, nó nằm ở trên tít ở trên này bởi vì sao bởi vì khi chia cổ tức thì giá nó giảm đấy các anh chị đó à, đây thì bây giờ nó đã trôi dạt xuống dưới này rồi đó các anh chị hiểu chia cổ tức đúng không ạ tức là bản chất chia cổ tức là giá trị doanh nghiệp không đổi có nghĩa là các anh chị trước chia cổ tức các anh chị có 10 đồng thì sau khi chia cổ tức nó cũng phải là 10 đồng chứ đừng có nghĩ rằng là 10 đồng nó các anh chị cộng thêm 20% là cộng thêm 20 đồng nữa quay về đó à hai đồng nữa quay về đâu không có đó, và chia xong thì giá nó sẽ tụt tụt đúng cái giá đúng cái khối lượng các anh chị nhận về đúng cái giá trị các anh chị chia hiểu như vậy cho nên là nhiều anh chị bảo ơ em ơi đang trả cổ tức cao có, 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 có mua không em được cái khỉ gió gì mà các anh chị còn cổ tức các anh chị còn bị đánh thuế năm phần trăm nhá cổ phiếu bán thông thường là 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 khi chúng ta bán cổ phiếu nó chỉ mất có không phẩy một phần trăm thôi nhưng khi các anh chị bán cổ phiếu được chia về các anh chị mất năm phần thuế chat không anh chị chat chứ chả được cái khỉ mẹ gì. <laughs> còn bản chất là gì? Chia cổ tức nó phải đánh, nó phải game, nó phải vào game của nó đánh Của giá lên thì đấy mới là là ăn. Chứ còn chia cổ tức Trả được khỉ mẹ gì, thậm chí còn lõm 5% chưa chưa gì không biết nhưng mà <laughs> riêng cái món cổ phiếu bán đi mất 5%. Giá trị bán ví dụ các anh chị bán 100 triệu, các anh chị cứ lấy 100 triệu nhân với 5%. Đấy, thuế. Đó. Cho nên là các anh chị lưu ý một cái điểm đó các anh chị nhá. Thì KSH nhìn chung trong tuần vừa qua là giảm các anh chị nhá, không có tăng. Đấy, chia cổ tức cái này các anh chị mua mua để ăn cổ tức là đây này đó các anh chị nhá từ vùng 34 của nó giảm tiếp tận vùng 32.5 tại vùng 32.5 3.6 32 có điểm gồng lên nhưng nó lại đang có xu hướng test cho đó tuần tới sẽ 32.5 32.3 và điểm sau sẽ là vùng 32 khả năng KDH sẽ quay trở về để test test đi thành công thì mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn vẫn là vùng 34 cổ phiếu Nam Long <laughs> Nam Long hiện tại trong tuần vừa qua cũng có nhịp uh, giảm tương đối là 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 là, là, là sâu đó thì cái điểm ở đây là vùng 38.39.8 đến vùng 40 này chúng ta dự test và phiên giao dịch ngày 15 thì nó thất bại ở vùng 39.8 anh chị nhá với vùng 39.8 nó thất bại rồi thì như vậy là nó có sọc thôi đó và như vậy trong tuần thì Nam Long đã sọc về đến khoảng quanh vùng 37.5 đến khoảng quanh vùng 38 có sự phục hồi quay lên và đang quay trở lại back test do đó tuần tới sẽ khoảng quanh vùng 38.5 kỳ vọng là gì kỳ vọng 55 sẽ test thành công vùng này ta các kỹ thuật ở trong thời điểm ngắn hạn vùng 41 Đạt Phương là mã cổ phiếu thành công thành công của nhóm ngành bất động sản dân cư ở trong thời điểm hiện tại bởi vì nó vẫn đang giữ được trend khá là tốt các anh chị nhé từ vùng tận vùng 52.5 sau đó đáy nó tiếp tục test đáy ở vùng 53.5 tiếp tục test đáy ở vùng 54.5 và trong tuần này thì <laughs> về cơ bản là nó tiếp tục test lại ở điểm 55 khá là đẹp bật lên và quay trở lại back test ở đây như vậy tuần tới 55.5 đến khoảng vùng 55.8 thì vọng test như thành công mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì như vậy là chúng ta sẽ hướng cản cái thuật 57 À, bớt được vùng 57 thì có thể là à, chúng ta sẽ đánh lên đánh giá tiếp cái khả năng là cổ phiếu sẽ chạm vùng 58 và 58 là nó chạm cái cản chéo của canh xu hướng nên có thể khi mà kéo về đây thì nó sẽ có cái sự đúng là chỉnh cung hoặc anh chị sẽ canh để chúng ta chốt lãi cổ phiếu đi trong tuần vừa qua cũng khá là thất bại ở khi mà nó nó bị gãy vùng 21.2 tức là trong phân tích kỹ thuật thì chúng ta có dự kiến những cái điểm test tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 20 1.2 ở đây và khi nó bị gãy đúng không khi bị gãy thì không có gì có thể cản lại được cả và nó sẽ tiếp tục sọc và hiện tại ở đây là vùng 19.8 đến vùng 20 à, nó tích lũy được nó gồng lên và phiên kết tuần thì nó lại đang có xu hướng trả cung do đó thì ở tuần tới 20.2 à 20 cộng trừ 0.2 chúng ta phân tích thêm trong trường hợp tích lũy ở vùng này, lực cầu quay trở lại thì khả năng đảo long thì chúng ta sẽ hướng lại vùng cản quanh vùng 21.5 đến khoảng vùng 21.7. Tuy nhiên trong trường hợp nếu như DG chúng ta bị thủng. Các anh chị có những cái tình huống nhé, nó bị thủng ở đây. Đó. Trong trường hợp nếu như à, cổ phiếu DG xuất hiện một cây nến đỏ. Các anh chị xuất hiện một cây nến đỏ và nó đè gãy cái điểm 19.8 thì như vậy là chúng ta cần phải tiếp tục hướng đến cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo của DG ở khoảng quanh vùng 19 thì các anh chị lưu ý nhá chúng ta chú ý thêm đất xanh cũng là một mã cổ phiếu tương đối thành công ở trong tuần vừa qua sau điểm test thì nó đã có một cái lực kéo khá là mạnh ở trong phiên giao dịch của ngày 17 thì chúng ta dự kiến cái điểm 15 15.2 đây này nó gãy này phiên 15 nó gãy nhưng mà cái kết thúc phiên của phiên giao dịch ngày 15 á, thì nó lại cơ bản là nó lại lấy lại được vùng 15 đó, phiên 16 thì nó lừng hừng lừng hừng ở quanh vùng 15 và nó giật đến phiên 17 thì nó giật lên và nó giật được trên vùng 16 cộng. Phiên ngày hôm nay thì về cơ bản là gì? 5 cây đến giờ nó test loanh quanh ở trên vùng 16 như vậy là cũng khá là tích cực rồi. Cho nên tuần tới nếu như đẹp thì nó sẽ test ở điểm 15.8, sâu sâu hơn thì khả năng ở 15.5, 15.6 kỳ vọng test tiếp thành công và nó nằm ở trên cái kênh xu hướng này. Uh, kỳ vọng là đất xanh sẽ xây lại ở cái cây xu hướng này và test những thành công như vậy lực cầu quay trở lại tích cực như vậy thì đất xanh sẽ hướng lại ở khoảng quanh vùng 17 và tại 17 thì nó là vùng cản bởi vì ở đây chúng ta nhìn thấy là phiên giao dịch ngày 27 ngày uh, ngày mùng 1 tháng 10 ngày 27 tháng 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 9 và ngày mùng 1 tháng 10 thì đất xanh tiếp tục uh, nỗ lực uh, vượt thoát vùng 27 Tuy nhiên vượt không thành cổ phiếu PDR với PDR thì cũng đã có những cái sự phân tích cực kỳ là chi tiết rồi đúng không anh chị Đó, trong tuần vùng 20.8-21 này nhưng mà khi bị gãy vùng này thì như vậy là nó đã có một cái điểm sọc khá là sâu và nó sọc về vùng 19.5 hai cây nến giờ phục hồi cũng cũng rất là tích cực và nó lại lấy lại vùng 20.8 và phiên giao dịch ngày hôm nay thì cơ bản là nó sẽ bách test và tuần tới khả năng nó sẽ tiếp tục bách test các cái điểm bách test lại ở đây ở khoảng quanh vùng 20 20.2-20.5 đạt được thành công thì target ngắn sẽ là vùng 22. Vượt thoát vùng 22 thì khi đó chúng ta sẽ chủ động để chúng ta phân tích uh, các cái target kỹ thuật cao hơn. Novaland ở trong tuần uh, chúng ta nói đến điểm 10.8 cộng trừ 0.2 và đây các anh chị nó test những cái này và khi thủng cái vùng 10.5 thì nó lùi về vùng 10. phục hồi lên và test trở lại cho nên là tuần tới đây lại 10.2 cộng trừ 0 uh, 10.2 cộng trừ 0.2. Đấy, uh, test tín lý thành công thì như vậy là cái target cái thuật ngắn ở khoảng quanh vùng 11.2 đến khoảng quanh vùng 1.3 ở đây sẽ là điểm gạt cái thuật ngắn của NovaLand. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán thì trong thời điểm hiện tại nhóm ngành chứng khoán đang có xu hướng chỉnh cung các anh chị và cái tuần này và tuần trước thì nó đang quay trở về test và gần như thì tất cả các cái mã cổ phiếu chứng khoán thì đều nhận diện là xu hướng nó đang chỉnh cung test nền và có thể cái xu hướng này nó sẽ tiếp diễn đến phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới. Và phải kết thúc khả năng phải kết thúc phiên giao dịch ngày thứ ba thì khi đó khả năng à, nhóm ngành này nó mới phát đi cho chúng ta một cái tín hiệu long à, tiếp theo. Cổ phiếu VCI ở vùng 36.5 36.3 test này. Đấy anh chị, phục hồi lên và nó không vượt qua được cái cản đây là một điểm cản đây một điểm cản đây, một điểm cản đây một điểm cản đây một điểm cản đây một điểm cản đây các anh chị nó không vượt qua được và nó quay trở về test thì trong tuần ở vùng 35.4 35.5 nó test lại phục hồi và lại back test lại như vậy tuần tới ở khoảng quanh vùng 36 điểm ở à, sâu sâu hơn ở đây thì các anh chị lưu ý ở khoảng vùng 35.8 gì đây này khoảng, khoảng 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 quanh cái điểm này này đó nó back test quay trở lại đây test lưu thành công thì mục tiêu vẫn là vùng 37.5 cổ phiếu HCM <laughs> HCM cũng có một cái điểm test khá là sâu ở trong tuần vừa qua. Thứ nhất là cản tuần ở vùng 31.5, điểm xa hơn là vùng 32 thì như vậy nó lên được đến vùng 31.4 nha Và nó test lại này thì ở đây có một cái điểm 30 30.2, 30 30.2 30 đấy các anh chị, ở phiên giao dịch ngày 4 và ngày 9, ngày 8 thì HCM đã test lại và rất may trong phiên giao dịch ngày 17 thì HCM đã phục hồi lên lên được trên vùng 30.2. Phiên ngày hôm nay thì nó tiếp đà để nó công lại vùng 31, tuy nhiên là cây đến giờ kết thúc phiên thì nó lại chỉnh cung và back test trở lại vùng 30.2 cộng trừ uh, tuần tới thì nó sẽ ở khoảng quanh vùng 30.2 cộng trừ tức là điểm đẹp nhất sẽ là vùng 30.2, còn nếu mà yếu yếu hơn thì có thể nó sẽ test lại ở đây các anh chị và khỏe thì ở vùng 30.2 30.4 test được thành công đảo long thì như vậy ngắn hạn chúng ta vẫn có cảnh thuật ở vùng 31.4. Cổ phiếu SSI 27.2 cộng trừ 2 tức là quanh vùng 27 đến vùng 27.2. À, cả cái thuật trên ở vùng 28 điểm xa hơn vùng 28.5 thì trong tuần đạt đến vùng 28 và nó test anh chị 27 7.2 này rồi nó lại gồng long và nó lại quay trở lại test như vậy tuần tới à, tiếp tục thôi. Nói chung là tuần tới thì lại tiếp tục thôi, sẽ lại cái, tiếp tục cái điểm 27, 27 2 này này. À, đấy, khả năng nó sẽ test lại một lần nữa. À, test đi thành công được cầu quay trở lại đảo long thì như vậy vùng 28, vùng 28.5 cổ phiếu VND ở thời điểm hiện tại thì ông nhìn thấy rằng là tiền cũng đang vào khá là tốt đấy nhưng mà đánh vẫn khá là phập phù đấy trong tuần tuần trước thì nó chạm đến cái vùng 15.4 15.5 này chúng ta dự kiến cái điểm backtest test trở lại vùng 15 15 2 Tuy nhiên thủng vùng 15 thì nó sẽ quay trở lại đây Nó là vùng 14 6 14 14 6 14 7 tuần này về đến phiên giao dịch 14 6, 6 14 7 đây phiên giao ngày 7 nó chạm về đến một chỗ này nó bật long nhưng mà nó lại backtest test trở lại do đó tuần tới lại có thể là vùng 14 8 còn nếu như 14.8 mà không trụ được thì lại phải lùi lại đây Đó, test lại một lần này nữa Mục tiêu thì vẫn là 15.4, 15.5 là vùng cảng kỹ thuật ngắn FTS 44 cộng trừ Đây nó tích lũy được đến phiên giao dịch ngày 17, 16 nha Thì bắt đầu nó gãy vùng 44 Thì nó lùi, nó gồng long lên Và nó test lại Do đó tuần tiếp theo chúng ta sẽ có điểm 43.3 đến vùng 43.5 khả năng STS sẽ test về đây test tích lũy thành công mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn STS vẫn hướng về quanh vùng 45.5 đến khoảng quanh vùng 46 SHS ở trong tuần vừa qua thì nhìn chung là nó vẫn tích lũy thôi nó chưa có nhiều cái động lực đâu ở quanh vùng 15 2 15 4 này cản trên ở vùng 16 thì vẫn chưa thể vượt thoát qua và ở phiên 17 nó quay trở về nó test ở vùng 15 gồng long lên và quay trở về test lại do đó tuần tới lại quanh vùng 15.2 15.2 cộng trừ à, 15.2 cộng trừ test tích lũy Mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn Cản ngắn ở vùng 16 VX à, Trong tuần có nhún lên được vùng 12 Đây vẫn là vùng cản này Test lại vùng 16, 11, thất bại Cho nên nó sẽ lùi về vùng 11 Đến khoảng quanh vùng 11.2 Gồng long và test lại Do đó tuần tới sẽ quanh vùng 11.3 Kỳ vọng là nó sẽ test tích lũy quanh vùng này hoặc điểm sâu hơn thì có thể bách test lại ở khoảng quanh vùng 11.2 test thiết bị thành công mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì như vậy là VX sẽ quay về lại quanh vùng cản 12 cổ phiếu AGR 18 cộng trừ 0.2 là hỗ trợ cản trên ở vùng 19.2 thì nó lên được vùng 18.8 thì nó quay trở về nó test à, gồng long lên và quay trở về test lại do đó tuần tới lại vùng 17.8 đến vùng 18 các anh chị nhá Tết tích lũy thành công ở vùng này Mục tiêu thì vẫn là vùng 19 Quay trở lại cản 19 ở đây vẫn là vùng cản kỹ thuật của AGR Cổ phiếu VDS Vùng 21.2, 21.4 cản kỹ thuật chúng ta dự kiến sẽ hướng vùng 22 điểm xa hơn vùng 22.5 Và trong tuần thì lên được đến vùng 21.7 thì nó quay đầu Ở đây có cái điểm hỗ trợ ở đây này, nó test cái điểm này khá là sâu. Ở khoảng quanh vùng 20, ở đây là vùng 20.2, 20.4 này. Đảo long rồi test lại. Do đó tuần tới nếu như góc độ kỳ vọng, kỹ thuật đẹp. Thì VDS sẽ test trên vùng 20.5. Test tích cực. À, đảo long thành công. Chúng ta có cả kỹ thuật quanh vùng 22. Cổ phiếu ORS ở trong tuần chúng ta có dự kiến cái điểm 13.7 đến 14 là biên hỗ trợ kỹ thuật cả cái thuật tuần uh, dự kiến vùng 15 thì không có đạt được nhưng cổ phiếu cũng không bị thủng vùng hỗ trợ test vùng 137 đảo long đây các anh chị nha và ở đây thì nó đang gồng long lên lại back, quay trở lại bách test do đó vùng 14 cộng trừ tuần tới các anh chị quan sát uh, vẫn chúng ta vẫn tiếp tục lấy vùng 137 đến vùng 14 đó là vùng biên hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu Uh, test đi thành công mục tiêu ở vùng 15 đến vùng 15.2 Cổ phiếu CTS dự kiến điểm 39.8 đến vùng 40 là hỗ trợ cản kỹ thuật trên ở vùng 41 41.5 đến vùng 42 thì nó lên được đến vùng 41 các anh chị nhá Thì nó đảo sọc và ở đây nó gãy vùng 39.8 à, Các anh chị gãy vùng 39.8 thì nó phải lùi đây này Cái điểm mà chúng ta phân tích này vùng 39.3, 39 39.5 thì nó lùi đến vùng 39 nó đảo long rồi nó lại test lại do đó tuần tới sẽ quanh vùng 39.5 đến vùng 39.6 điểm sâu hơn thì chúng ta sẽ tính toán là gì test lại cái mút nến này tức là vùng 39 39.2 test đi thành công mục tiêu ở quanh cản 41 cổ phiếu MBS dự kiến ở vùng 29.5 sẽ là biên hỗ trợ tích lũy cản tuần ở vùng 31.5 đến vùng 32 thì không có đạt được nó loanh quanh vùng 30 thôi và À tuần này nó lùi đến điểm 287 đến vùng 29. Rồi nó đảo long và nó test lại. Tuần tới sẽ ở khoảng quanh lại tiếp tục quanh vùng cản à, quanh vùng hỗ trợ cái thuật 29.5, test tư lý, test tư lý thành công các anh chị lưu ý là phải test tư lý thành công và nó hình thành được một cái gì một cái điểm gọi là điểm xây kênh xu hướng ở đây này, đó, nó về hình thành được cái điểm này. À, khi mà hình thành được cái điểm xây kênh xu hướng đó ở quanh vùng 29.5 cộng thì như vậy là gì? Chúng ta sẽ dự kiến là gì nó tiếp tục công vùng 31 31.5. Còn nếu như các anh chị lưu ý trong trường hợp mà cổ phiếu MBS bị thủng vùng à, thủng vùng 20 28.7 thì sao? Đúng không ạ? Chúng ta phải có cái kịch bản này chứ. Các anh chị cứ tính thuận hết à? Đúng không ạ? Đó. Vậy thì trong trường hợp tại vùng 29.5 nó không tích lũy được nó thủng và nó xuất hiện một cây đến ngày hoặc xuất hiện một cây đến giờ gãy vùng 29.7. Thì à 28.7 thì như vậy à thì như vậy các anh chị nhá, MBS sẽ phải lùi lại tiếp những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn ở dưới này và điểm gần nhất sẽ là quanh vùng 27 để chúng ta nói như vậy để chúng ta nói là làm gì để chúng ta hiểu được rằng là à như vậy với tín hiệu nào thì cổ phiếu tích cực, với tín hiệu nào thì cổ phiếu tiêu cực. căn cứ các cái tín hiệu đó để chúng ta có những cái hành động phù hợp ở trong cái quá trình giao dịch đầu tư. Bản tin tuần này xin phép được tạm dừng tại đây. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo.